danh cha ca văn sự tánh cha bằng thân a phi tham mà chậm mằng a khổ ta danh tô cha tu sắc đành đăng bập bố tha này dê ba ri sa và mạch chê. Dạ, phần thỉnh pháp sư đã hoàn tất, giờ này con xin giao mic lại cho thầy ạ. Dạ, kính thỉnh thầy cầm mic ạ. Dạ, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Khai. Dạ, kính lễ Di Tôn Đức Tăng Rum. Dạ, xin kính chào tất cả quý sư cô, thân chào tất cả quý vị. Dạ, nghe đó, dạ, cảm ơn. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học Thập Nhị Ứng Duyên. Hôm nay mình đọc đoạn 3 nha, đọc cô Châu cho đọc đoạn 3. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tôn Tắc. Arahang sama sambutho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami sabbadipanno bhagavato savakasangho sanghang namami sama sambuddhammatulang sacchattham magaduttamang Api wa diya pa se sang, api tham mat ta sang kang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Khai. Rồi, thưa quý vị, hôm nay mình tiếp tục học về Thập Nhị Ứng Duyên. Các ai chuẩn bị đọc bài cái phần tuần rồi, chuẩn bị trước nha. Đọc cho nó rõ ràng. Rồi, giờ xin mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau đọc Bali về Thập Nhị Ứng Duyên đoạn 3. Rồi, xin mời tất cả. Dạ con xin sám hối, nãy giờ con đọc quá trời. Dạ con xin sám hối. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ thầy, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị. Dạ mic bên bên con đã hết sức rồi ạ. Vẫn không nghe được ạ. Vậy con xin xuống mic ạ. Dạ xin mời vị kế tiếp và con đi ra ngoài xong chút nữa con vô lại ạ. Dạ con xin xuống mic mời vị kế tiếp.
Dạ, con xin kính lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính lễ Chư Tôn Đức, con xin chào Thầy Kinh, kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Dạ, con thấy không có ai đọc, con lên đọc trước ạ. Dạ. Bát Cha Gia Sằng Ga Ha Vì Bà Gồ Tốt Yếu Về Duyên, đoạn 3. Tát Tha Ta Vô Ếch Đà Đòa Đa Sằng Ga Ni Vì Sa Ta Cả Ra Ti Sằng Đi Cha Tu Sằng Khệ Bồ Tì Ni Quát Tà Ni Đuệ Mù La Ni Cha Về Đi Tắp Bà Ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, hay còn gọi là yếu tố, 20 phương cách, làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Cách thằng Avicca Sankhara Atito Ekda Cha Ti Cha Ra Maranang Anagato Ekda Mẹt chê át đa ba chốc bà nề át đa tí ta dô át đa. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Ếch Bích cha sẵn khà ra vịnh nhà năng Nà ma rù bằng sa la gia ta năng Phát sô về đa na tạm hà U ba đà năng Phá vô cha tí Cha ra ma ra nằm tí Đòa đề sẵn khà ni Sô ca đi va cha năng Bát nê Tha ni sẵn đập Đa pha la ni đa sẵn năng Đa sa năng Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn, ta tháng, vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc xong. Con xin xuống mít, nếu có gì sai, kính xin Thầy và Đạo Tràng chỉ dạy. Con xin cảm ơn cho Nguyễn. Nam mô Bụt Thầy nhé. Ủa hôm nay nay thứ sáu này như buổi phát không ta, nhớ lộn thì sao? Hôm nay phải buổi thi Bali không? Alo. Đúng hả? Ủa sao lộn rum lộn tập lum tập lại hai rum. Rồi giờ bắt đầu làm lại nha, rồi thi nha, giờ bắt đầu thi rồi chuẩn bị cái gì chuẩn bị tinh thần nha. Rồi không nhớ bữa nay. Rồi mời cô Nhung lên thi ha. Một đoạn số mấy, đoạn gì của anh rồi? Đoạn gì của anh rồi? Đoạn 2 ngắn ngủn à. Nếu gì có tập lên đọc đi. Thì đọc được gì đọc, cái xích mình làm tới đâu mình cứ cố gắng hết ra nha. Rồi xin mời ai tình nguyện lên trước cái là nha. Dạ, alo ạ. Alo. Dạ, con nói đạo tràng nghe có rõ không? Châu Nguyễn có nghe được không ạ? Có rõ không hay là lớn hay nhỏ? Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ thầy. Dạ, con kính lễ quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Dạ, thưa thầy, con xin đọc hai hơi. Thì mới là Pali chứ còn không hết, không là ri nào. Dạ, con xin đọc ạ. Ta tha vi cha bách cha già sằng khà ra sằng khà ra bách cha già quyền nhà nàng quyền nhà na bách cha già nà ma rù bằng nà ma rù bá bách cha già sa la cha ta nàng sa la cha ta na bách cha già phá sổ phá sa bách cha già quyền đá nà bách cha già tàn hà bách cha già u bà đà nàng u bà đà na bách cha già phá bồ phá quá bách cha già trà tí bách cha già sa ra ma ra na sổ ca ba ri đề quá đúc ca đồ ma na su bà già sa sầm phá hoàn tí ê quá mẹ ta sa kề Qua lá sa đúc khát khàn tha sa sum bu đa dồ hồ tỷ tia gia mê tha ba tích cha sa múc bà đa na dồ. Dạ thưa thầy, con đã đọc xong. Dạ con xin xuống mic. Dạ con kính tri ân thầy ạ.
Dạ, giờ đến phiên con thì chắc con hai ba hơi thưa thầy. Dạ con giờ hết hơi rồi thầy ơi. Dạ. Tattha avijja paccaya sankhara sankhara paccaya vijnana vijnana paccaya nama rupang nama rupa paccaya salayatana saya chattana paccaya phasso phassa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadana upadana paccaya phavo phava paccaya chati chati paccaya chara marana soka parideva dukkha do manasupayasa sampavanti eva metassa kevalassa dukkha khandassa samudayo hoti ti ayametha paticca samuppada. Dạ, con, dạ con đã đọc xong, dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con xin nhờ rung sớm vì có công việc ạ. Dạ xin chào thầy, chào toàn thể đạo tràng, xin cảm ơn đạo tràng, xin tri ân thầy ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, và con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Trời ơi, thầy ơi, con thấy cô Mai với lại chị Nhung đọc kinh khủng khiếp quá. Con không thấy ai giơ tay lên hết, con lên con thử lửa thầy. À, Châu ơi, Châu lụm giùm cho chị một cái rổ trứng vịt sẵn nha Châu, có gì quăng lên liền nha em. Ngày mai mà Nguyên Như vô bệnh viện là con bắt nền thầy kinh. Sa thú, sa thú. Dạ con mời đạo tràng ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Nguyên Như xin mời cả nhà Linh đọc thi cho nó vui. Từ gì Nguyên Như dặn cho Nguyễn đã đã tập một tuần rồi nhưng mà khó tập lắm thầy ơi. Không có đọc nổi. Tự nhiên giống như là tự nhiên không hên sao được. Nguyên Như xin mời chị Từ Mẫn. Nguyên Như xin tôi kính mời anh Thính Pháp. Nguyên Như xin mời Thiện Hữu nè, mời cô Phúng. Nguyên Như xin kính mời cả nhà Linh đọc nha. Dạ, Sa Thú con xin mời đạo tràng ạ. Hôm nay đạo tràng yên ngắn quá. Lên thử đi Châu, bao nhiêu cũng được Châu. Kéo ra sẵn đi Châu. Rồi, Nguyên Như xuống nha, mời cho Nguyễn nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thầy cho con 3-4 hơi thầy ơi, chỉ một hơi là con tập mà con đứt hơi quá trời luôn rồi thầy. Dạ con xin phép con được bài ạ. Tát tha vít tra bát cha già sàn kha ra sàn kha ra bát cha già quỳnh nhà nàng quỳnh nhà nà bát cha già nà ma rù bằng nà ma rù bát bát cha già sa la gia ta nàng sa la gia ta nà bát cha già phá sô phá sa bát cha già quê đa nà quê đa bát cha già tàn hà bát cha già u bà đà nàng u bà đà na bát cha già phá gồ phá quá bát cha già trà tí bát cha già cha ra ma ra nàng sô ca ba ri đề quá đúc khá đồ ma na su bà già già sàm phá hoàn tí ê quá mê ta sa kề quá lá sa đúc khá khàn tha sa sa mu đa dô hồ tì tí a yam mét tha bát tích cha sa mu bá đá nà dô. Dạ thưa con đã đọc xong mà. Dạ con cảm ơn thầy, con cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin trì kính lễ bằng ngôi Tam Bảo, Hồng Quang Phật Bảo, Hồng Quang Phật Bảo, Hồng Quang Tăng Bảo. Xin trì kính lễ cho quý sư, kính lễ thầy kinh, kính lễ toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài. Hôm nay mình có phổ sinh ổn. Trường ngán lần. Dạ sáng giờ về xong rồi cái lã người luôn, cho nên là giờ có cố gắng tới đâu hay tới đó. Mình đọc một hơi. Già chắc xỉu. Tát tha avicca paccaya sankhara sankhara paccaya viññanam paccaya namarupam namarupam paccaya salayatanam salayatanam paccaya phaso phasa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadanam upadanam paccaya pavo pavo paccaya jati jati paccaya jara maranam soka parideva dukkha domana sapaccaya pan sampavanti Ewa metasa ke walasa dukkha khandasa samuddayo hoti ti aya metta paticca samuppadana yo. Dạ, giờ hết hơi rồi. Dạ con xin kính thưa vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đến lễ thầy kinh. Dạ con xin đọc. Tát tha avicca paccaya sankhara sankhara paccaya viññanam viññana paccaya nama rūpaṃ nama rūpa paccaya sala yatanam sala yatana paccaya passo passa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya ubādāna ubādāna paccaya bhavo bhava paccaya cati cati paccaya
An Nguyên ơi, em đâu mất tiêu rồi, em đọc một hồi nó văng ra khỏi cái mic luôn rồi. An Nguyên ơi, có nghe chị Nguyên Như không? An Nguyên đâu rồi, giơ tay lên nha. Văng luôn cái micro rồi. Trời ơi, thầy hiểm ghê. Trời ơi, làm em của tôi nó rớt nó mất tiêu rồi. Anh Thính Pháp ơi, có lên thử lửa không? À, hôm nay sao Nguyên Như không có thấy anh Giang Nhật Hà để Nguyên Như nhắn ảnh chắc trốn luôn rồi. Có gì nào cầm mít không? Nguyên Như đi gọi anh Giang Nhật Hà. Dạ, con xin xuống ạ. Rồi, xin mời An Nhiên uống miếng nước đi em, lấy hơi nha. Ok, Nguyên Như xuống nha. Dạ, con kính lãnh lễ thầy. Dạ, con xin sám hối, con rớt mít. Con không biết. Con. Dạ, để con đọc lại. Dạ, đoạn 2, tát thá. Tát thá ví cha bát cha già sang thà ra bát cha già vinh nhà năng vinh nhà ná bát cha già na má rù bằng na má rù bá bát cha già sa la gia ta năng sa la gia ta na bát cha già bát số bát sa bát cha già về đá nào bát cha già tịnh hà bát cha già u ba đa na bát cha già bát số bát và bát gia chát tí bát cha già cha ra na má rù bằng số cá bát rí đề quá đút cá đồ má na su bát và sát sầm bao tí ê quá mê tắc sát kê quá lắc sát đút khá khăn thác sát sá mu đạ dô hồ tì tí á gia mê thá bá tí chát sá múc bá đá nào dô. Dạ, con đã đọc bài xong nha.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Khà giá. Dạ, dạ con cảm ơn cô Tu Nữ Tại Duyên, dạ con cảm ơn Sĩ Tịnh Tâm đã cho con hiểu. Dạ thưa thầy, thầy khích con. Con đầu hàng thiệt mà thầy cũng kêu con lên con phục thù, chắc con đi 2/3 là xe cấp cứu tới thầy ơi. Con xin phép con thử lại, nhưng mà chắc con cũng đứt giữa đường à. Tát tha vi trà bát chay san kha ra san kha ra bát chay quỳnh nhà nàng quỳnh nhà na bát chay na ma ru bằng na ma ru ba bát chay sa la gia ta nàng sa la gia ta na bát chay ba so phá sa bát chay về đa na bát chay thành hà bát chay u bà đà nàng u bà đà na bát chay phá vô phá qua bát chay trà tí bát chay cha ra ma la nàng so ca bi re so ca bari đề qua đốt khai đồ mà na su bà già già sam phá hoàn tí ế qua mê tá sa kề qua lá sa đốt khai hạnh tha sa sa mu đa dồ hồ tì tí a yam et tha pa tích cha sa mu bà đa na dồ. Dạ con cũng chỉ được có nhiêu đó thôi, 2/3 là con đứt rồi thầy. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ cho con xuống con thở chút xíu ạ, con sắp tắt thở ạ. Dạ, con cảm ơn cô Dung và dạ, con cảm ơn đạo tràng, con kính dâng bích lại và dạ, đạo tràng ạ. Dạ con kính thưa thầy, dạ kính thưa đạo tràng, dạ con xin đọc lại thôi, con không mong là con đi qua hết cái câu này, nãy giờ con cười quá trời luôn thưa thầy. Dạ con xin đọc lại ạ. Tattha vicca paccaya sankhara sankhara paccaya vijñāna vijñāna paccaya nāma rūpaṃ nāma rūpa paccaya salayatana salayatana paccaya passo passa paccaya vedana vedana paccaya taṇha taṇha paccaya upādāna upādāna paccaya pappo pappa paccaya cati cati paccaya cakkhara maraṇaṃ so kapariṇe va dukkha do manasaya samphavanti eva metta sakke va lassa dukkha khaṇṭha sa samudayo hoti ti ayametta patticca samuppādāna yo. Hello, Nguyễn Như xin kính chào anh Kha Vinh. Anh Kha Vinh vô trễ, xin mời anh Kha Vinh lên thi nha anh Kha Vinh. Nguyễn Như xin mời anh ạ. Nhớ một hơi nha anh. Xin mời để mình học bài ạ. Xà thú. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Khà. Con kính thỉnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính thỉnh lễ Tăng Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, con kính thỉnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đến lễ quý sư và kính đại lễ thầy kinh và kính đại chào đạo tràng. Dạ con xin trả bài ạ. Dạ đọc một hơi này là chắc con đọc không nổi rồi đó, nhưng mà con cố gắng. Dạ đoạn 2 cho con thở một chút. Rồi đoạn 2 tattha avicca paccaya sankhara sankhara paccaya vijñāna vijñāna paccaya nama rūpaṃ nama rūpa paccaya salayatana salayatana paccaya passo passa paccaya vedana vedana. Hết hơi rồi sư ơi, thầy ơi, cho con hơi thêm nhiều nha. Paccaya tana tana paccaya upadana upadana paccaya payo phá hoa bát chay ya cha ti cha ti bát chay ya cha ra ma ra nang sâu ca pari đầy hoa tu ca tu ma na su pa ya sa sam phá hoàn thi. Hết thời nữa là thầy ơi, thêm cho thêm cái thứ ba. E wa me ta sa ke wa
lassa dukkha khandassa samudayo titi aya metta paticca samuppadanayo. Dạ ba ơi, dạ con xin xuống bài xuống ạ. Kính cảm ơn cầu chồng những post bài. Một bức thầy giá, dạ thưa Nguyên Như còn thiếu có một người cũng thuộc loại kỳ cựu trong room mà hồi nãy giờ chưa có chịu lên. Dạ Nguyên Như kính mời Huynh Thính Pháp, cái này là thầy mời nha, không phải em. Huynh lên đi Huynh ơi, chị Nhung có sẵn cái xe rồi đó, có gì là anh cứ ngã ra là có người khiêng sẵn đi lên xe luôn, không có sao đâu nha anh. Dạ Nguyên Như mời anh Thính Pháp ạ, xa thú lành thầy. À, nam mô Bụt Thầy á, không dám lên nữa thôi. Hôm nay để cho mình thấy cái sức tập trung của mình ha, này phải có kỹ thuật, phải học tập cái này phải có kỹ thuật chứ gì. Ca sĩ nó ca một hơi một nguyên bài mới ra được, mình tập thì nó phải biết cách, nó có cách lấy hơi hết. Tập này cũng giúp cho mình có sự tập trung cũng tốt lắm. Mà hơi mới vào đây làm cho nó có cái không khí cho nó thay đổi vui ha.
đọc cho đọc, đọc vui, ráng đọc cái gì Nguyên Như á, bao nhiêu hôm nay là Nguyên Như là đọc giải quán quân, đọc giải quán quân à, được giải giải là giải nhất luôn à, quý vị tặng bông cho Nguyên Như thành cái như là bass đậu được ha, đọc giải quán quân rồi đó. Rồi tất cả mọi người đều fail hết rồi, rớt hết trơn. À, có cái tu nữ, cô nữ tùy duyên lên, cô tu nữ tùy duyên lên thì rồi xin mời cô tu nữ tùy duyên lên. Dạ, alo, alo. Dạ, càng có nghe nói không ạ? Dạ, cảm ơn Trung Nghĩ, cảm ơn Tịnh Tâm. Bức thầy Nam Mô Tham Maya Nam Mô Sankhaya, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thượng tọa Thanh Tâm, đại đức Pháp Trang thầy kinh. Dạ, hồi nãy thì tự nhiên mở lên thì tự nhiên bận công việc cho nên là không có nghe đề tài hôm nay, nhưng mà khi mà đến đạo tràng thì nghe đạo tràng đọc cái gì mà dài quá mà không biết là cái đề tài hôm nay để thi về hơi dài hay là cái gì à, tại vì tự nhiên chưa có hiểu rõ à, cho nên khi mà cái bài này thì tự nhiên chỉ có qua đọc kinh à, có nghĩa là thi hơi dài, hơi dài chắc tự nhiên cũng bó tay luôn thôi. Lần đầu tiên tự nhiên mới thấy cái chương trình như thế này à, cũng rất là hoan hỷ. Nhưng mà tự nhiên ở chùa năm nay nữa là để đến bây giờ là thi đọc hả? Rồi bây giờ để tự nhiên cũng tranh thủ để mà nhập gia thì tùy tục, thì tự nhiên cũng cố gắng. Dạ, bây giờ là tự nhiên cố gắng đọc là tới đâu hay tới đó đi, chứ bây giờ là chắc chắn là phải rớt rồi, mình đoán như vậy. Tại vì hơi kệ thì nó khác với cái hơi đọc. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc ạ. Tathagata Bhagavata Sankhara Sankhara Bhagavata Vinyana Vinyana Bhagavata Namarubhana Namarubhagavata Sailajata Namarubhagavata Namarubhagavata Phaso Phaso Bhagavata Vedana Vedana Bhagavata Tanha Tanha Bhagavata Upadana Upadana Bhagavata Vuphava Bhagavata Chati Chati Bhagavata Chara Mana Nang So Kavari Dewa Dukha Dumana Suvaya Sa Samvatte Samvavanti Ewa Meta Sake Vuphava Dukha Khan tha sa su mu yo ti. Dạ. À, tự nhiên xin xuống mất ạ. À, sao thử. À, nhưng mà cũng không vượt qua nổi trong gai này ha. À, vậy là chỉ có một người đoạt giải quán quân thôi. À, mấy vị kia là thôi chịu thua hết ha, phần sau thi tiếp ha, phần sau đấu lại ha. Mấy Hà mới vô là Hà vô có thi không, Hà có thi lên làm 1, 2, 1 không? Giật lại giải quán quân coi, có một người giật được rồi đó. Rồi, mời Hà lên nha, lên đọc làm một hơi một cái cho con lành đi. Rồi, xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ, hôm nay chắc thầy cho con miễn. Con mới đi chích về, nó ê ẩm quá thầy ơi. Người nó lạnh ngắt rồi thành ra giờ con nhìn chữ con cũng không biết chữ gì nữa, mình đã chắc thôi thầy cho con miễn. Nhà con xin chào mít lại. Rồi cái gì là gì đó à, bỏ cuộc trước khi lên đài. Là chào thua trước khi lên sân khấu. Rồi từ sau không, hẹn từ sau, ai muốn đấu là từ sau đấu không.
À, tới bắt đầu mình vô bài học rồi, mời quý vị mời quý Như đi lên đọc cái bài từ rồi ha, bài đọc để mình tranh thủ thời gian cũng mất thì giờ rồi, xin mời. Dạ thầy, con xin đọc bài của kỳ rồi. Số 11 La Mã. Sanh Duyên Lão Tử. Cha Tí Bách Chá Gia Chá Ra Má Rá Năng. Do duyên từ sinh nên Lão Tử hiện hữu. Có lão, khi nào có sự lão quá, sự già nua, sự cũ nát, thì khi đó là lão. Có hai loại, một sắc thân lão. Rupa Kayachara là 49 sắc na trụ của sắc pháp, tức giai đoạn đình trụ phi sinh diệt. Hai, danh thân lão, Nama Kayachara là sắc na trụ của tâm. Mỗi sắc na tâm có 3 sắc na tiểu là sanh, trụ, diệt. Tử, khi nào có sự tiêu hoại, sự hoại diệt, sự chấm dứt, sự sống còn, khi đó là tử. Tử có 3 loại. Tử thông thường là sự chấm dứt mạng căn, hay còn gọi là sự chấm dứt hơi thở, sự ngưng hẳn một đời sống của loài hữu tình, tùy theo hạng loại chúng sanh. Hai, sát na tử là sự vơ rơi vào sát na diệt của danh và sắc. Ba, tận diệt tử là sự tử của các vị A-la-hán, chấm dứt hoàn toàn mọi sự sanh diệt, trở lại trong tương lai, hay nói cách khác là trạng thái nhập diệt, tư cách niết bàn của Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác và chư vị A-la-hán. Sinh duyên lão tử, cha tí bách chá gia, chá ra má rá năng, phải có giai đoạn sầu, sô cá, bi, pá rí đề quá, khổ, đúc khá, U, Đô, Má, Nát, Xá, Não, Upaya, Xá. Sầu, Sô, Cá là sự u sầu do mất mát mọi thứ như bà con thân thuộc, của cải, danh vọng, sự nghiệp, sức khỏe, giới đức. Sầu là một nỗi khổ trong tâm. Bi, Bá Rí Đề Quá là sự thống khổ, khóc than, phát xuất từ âu sầu, đau khổ. Bi là âm vang của sầu. Khổ đúc khá là sự khổ thân, khổ thọ về thân như bệnh. Ưu đô ma nát xá là đau nơi tâm, cảm thọ ưu của tâm. Não upaya xá là tình trạng não nề do chịu đựng quá nặng về tinh thần khi mất mát người thân. Não thì nặng hơn ưu về tâm trạng. Sầu bi khổ ưu não là những hậu quả tất yếu của sanh. Số 12, lão tử duyên vô minh, chá ra má rá năng, bách chá á quýt cha. Sanh duyên lão tử có đầy đủ danh sắc, tức là đủ năm quẩn. Như vậy có đầy đủ tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Do đó pháp lậu làm duyên cho vô minh, đồng nghĩa với lão tử duyên cho vô minh. Dạ con đã đọc bài xong, con xin dâng mic lại cho thầy kinh ạ. Rồi, xa thứ xa thứ. Rồi, cảm ơn Nguyễn Như. Hồi như là chúng ta đã học về 12 chi phần, 12 chi của tập nhân duyên ha. Xong rồi chúng ta đi qua cái phần mà để mà đúc kết những cái vấn đề này lại. Rồi chúng ta đi qua về trong cái tập nhân duyên nó phân ra thành ra là 3 thời ha, cho chúng ta biết là những cái thời nó như thế nào. Bây giờ mình đi xuống là 3 thời.
về cái này ba thời hai chấm. Ba thời ha. Quá khứ, hiện tại, vị lai là ba thời. Quá khứ, hiện tại và vị lai. À, tức là đây ý muốn nói là 12 cái nhân duyên được phân ra làm 3 thời. Tức là thời thuộc về quá khứ. Thời nào thuộc về cái quá khứ đó thì được gọi là quá khứ. Thời nào thuộc hiện tại được gọi là hiện tại. Và thời thuộc vị lai. Thì như vậy là trong cái thập duyên được phân ra làm 3 cái thời kỳ như vậy. Rồi xuống dòng thời quá khứ 2 chấm. Thời quá khứ 2 chấm. Là vô minh và hành. Vô minh và hành. Thời hiện tại. Hai chấm. Thời hiện tại. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Rồi. Thời vị lai 2 chấm. Sinh và lão tử. Sinh và lão tử. Rồi, như vậy là trong cái dòng thập nhị nhân duyên này phân ra cho chúng ta thấy có được ba thời. Thứ nhất là thời quá khứ, thì lấy chi pháp từ vô minh và hành. Chính vì do vô minh và hành trong cái thời quá khứ, nên cái thời hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu mới phát sanh. Tức là do vô minh và hành trong thời quá khứ thì chúng ta sẽ có cái thức tục sanh. Rồi cái thức làm duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc. Xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Thì hàng loạt những cái di pháp nó phát sinh ra thì phát xuất từ cái thời quá khứ cho ra cái thời hiện tại. Thời hiện tại là chúng ta phải giống như hiện tại bây giờ chúng ta đang sống rồi. Thì do cái quá khứ là do vô minh mà hành. Nên hiện tại bây giờ chúng ta có được cái thức, có được danh sắc, có được lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu. Thì nằm trong phạm vi của cái thời hiện tại. Cho tới khi nào mà chúng ta tử mà mình tái sinh trở lại thì nó qua thời vị lai là sinh và lão tử. À, thì như vậy trong thập nhị duyên chúng ta đã thấy ra được cái dòng ha, thì mình có được cái ba thời như vậy. Quá khứ, vô minh và hành, thời hiện tại, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Thời vị lai là sinh và lão tử. Đó là một phần nói về ba thời của cái thập nhị duyên. À, cũng dễ hiểu ha, bây giờ nắm được không? Alo. Rồi, ha. Rồi, đó là 10 thì nói về 12 duyên mà nói về 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Rồi, bây giờ mình tới 12 chi. Ăn gá, 12 chi. Tức là 12 nhân duyên chi pháp. Tức là 12 nhân duyên chi pháp. Tính từ vô minh cho đến lão tử. Tức là 12 nhân duyên chi pháp. Tính từ vô minh cho đến lão tử.
tức là 12 cái nhân duyên, tức là từ vô minh, duyên hành, thức, danh sắc, nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử, thì phát sanh ra 12 nhân duyên chi pháp. Trong thập nhân duyên có được 12 nhân duyên như vậy. Rồi tiếp theo là 20 hành tướng. 20 hành tướng. Vissatakara, 20 hành tướng. Thì nói về 20 hình tướng cho mình biết là, tức là muốn nói về nhân và quả. À, bây giờ năm nó có chia làm bốn phần là năm nhân hiện, năm nhân hình tướng quá khứ, năm quả hiện hình tướng hiện tại, năm nhân hình tướng hiện tại, năm quả hình tướng tương lai. À, thì vậy giờ trước tiên là năm nhân hình tướng quá khứ, hai chấm. Năm nhân hình tướng quá khứ. Là ý muốn nói về nhân, năm nhân về hành tướng quá khứ. Rồi năm nhân hành tướng quá khứ là hai chấm à. Giờ theo như quý vị bây giờ năm nhân hành tướng quá khứ này trong cái thập nhân duyên nó là những cái chi pháp nào? Rồi động não thử coi. Alo. Rồi đúng rồi, xà thú kim dung như này hà nói đúng ha, của mình hành ái thủ nghiệp thủ, thủ đúng rồi. Rồi như vậy là vô minh cộng hành gom thâu chung với cái ba cái chi kia ái thủ và hữu và nghiệp thủ á, thì mình có được năm cái nhân thuộc về quá khứ, tức là do năm cái nhân này nè, vô minh hành ái thủ hữu nó làm nhân làm duyên để nó tạo ra cho cái quả hiện tại, vì nó thuộc về nhân, nó thuộc về cái mà là nhân chủng để mà nó tạo sanh ra những cái khác. Thì như vậy năm nhân này được gọi là năm nhân hành tướng thuộc về quá khứ. Rồi, ghi ra là vô minh cộng hành cộng ba chi ái thủ hữu. Rồi từ cái năm cái nhân quá khứ, năm cái nhân hình tướng quá khứ này cho ra năm quả hiện tại, thì bây giờ năm quả tướng hiện tại là gì đây? Alo. Năm quả hình tướng hiện tại, rồi còn ai nữa không? Ít người trả lời với người ta chậm quá vậy. Rồi ok, như vậy năm cái quả hành tướng hiện tại phát sanh hiện hữu có mặt được là do năm cái nhân quá khứ nó cho ra, hiện tại là cho chúng ta có thức, cái thức tục sinh trong đời sống hiện tại. Từ cái thức tục sinh này mới có được cái danh sắc, rồi danh sắc nó phát sanh ra lục nhập, lục nhập và xúc, xúc thọ. Thì năm cái chi pháp này thì được gọi là năm quả hành tướng hiện tại, tức danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Quý vị hiểu đâu mà alo. Nắm được không alo?
Hiểu ý nào, hiểu cái ý của cái bài ha. Rồi bây giờ năm cái quả hành tướng hiện tại thì mình đã có ha, có thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ rồi. Rồi bây giờ tới năm nhân hành tướng hiện tại là cái gì? Năm nhân hành tướng hiện tại là chi pháp nào? Alo. Năm nhân hành tướng hiện tại. Rồi đúng như vậy là bắt đầu tới gì? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thọ là tới gì? Phải ái, thủ, hữu. À, ái, thủ, hữu. Nhưng mà qua sinh là thuộc về tương lai ha. Nhưng mà ái, thủ, hữu là vẫn còn trong hiện tại. Thì ái, thủ, hữu cộng chung với lại vô minh và hành góp lại thành là năm cái này được gọi là năm nhân hành tướng hiện tại. Ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Rồi đó là năm nhân hành tướng hiện tại. Cái thủ rồi là chính xác ha, nắm được ha. Rồi từ cái năm nhân hành tướng hiện tại là nó cho ra năm quả hành tướng tương lai. Thì từ vô ái, thủ, hữu rồi tương lai là như thế nào, thì năm quả hành tướng tương lai là cái gì đây? Alo. Rồi chính xác như vậy ha. Thì năm cái quả hành tướng tương lai là ví dụ như mình nói là ái, thủ, hữu, là sinh, lão, tử là tương lai. Nhưng mà khi mà sinh, lão, tử thì nó đã gom nằm trong đây rồi, nó nằm trong thức, danh sắc, lục nhập, thọ, nó có đầy đủ rồi. Thì như vậy năm quả hành tướng tương lai chính là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, được là năm quả hành tướng tương lai. Thì như vậy do vậy mình có được tất cả là 20 hành tướng. À, mình có được 20 hành tướng thì mình ghi là tổng kết, tổng số tổng kết thì cũng được ha. Tổng kết là có được 20 hành tướng là năm nhân quá khứ cộng năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại cộng năm quả vị lai bằng 20. Thì những cái pháp mà thuộc về nhân, tức là những cái pháp mà nó có cái khả năng một cái lĩnh vực mà nó tạo nghiệp, nó gây ra tạo tác, nó gây tạo nghiệp thì được gọi là nhân. À, thì vô minh, hành, ái, thủ, hữu thì những đó là nó cái tạo tác, nó tạo ra nhân thì nó cho ra cái kết quả. À, nó là thuộc về pháp nhân, nó cho ra cái kết quả. Những cái kết quả như thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thì thuộc về quả. À, thì từ cái đó thì chúng ta phân rồi chúng ta sẽ hiểu được cái nào là nhân quá khứ là quả, nhân quá khứ thì cho quả hiện tại, rồi cái nhân hiện tại nó sẽ cho quả tương lai, nó xoay vòng 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 nhau. Thì là 20 hành tướng được gọi là phân ra về nói về nhân về quả à, trong cái dòng thập nhị duyên. Thì chưa ghi kịp chứ có gì ai alo. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đi tiếp. Tiếp rồi tới ba mối nối. À, giờ tới ba mối nối. Tí sanh thiết, ba mối nối.
ba ba nói cái sanh thế. Rồi quý vị hiểu làm sao về ba mối nói này không? Tức là đây muốn nói về cái mình mới nói về nhân quả nào thì cái mối nói một nó nói qua mối nói hai thì cũng là chính vì nhân và quả, mối nói ba cũng là nhân và quả. Thì như vậy từ mối nói một, từ một hai ba ba mới nói vậy đó, thì cái mối nói thứ nhất là nó nằm ngay chỗ nào cái gì? Mối nói thứ nhất nó nằm ngay đâu? Ngay giữa hai chi pháp nào? Mối nói thứ nhất. Hành và thức, đúng rồi, nói vô minh là thật rồi ha. Mối nói thứ nhất là hành và thức, tức là nó nói từ cái nhân quá khứ sang cái quả hiện tại, nhân sang quả hiện tại thì chính là hành là nhân quá khứ, đúng không? Và thức là cái quả hiện tại. Thì như vậy mối nói thứ nhất chính là hành và thức, đó chính là mối nói từ nhân quá khứ sang quả hiện tại. Thì mình ghi là hành và thức, đây chính là mối nói từ nhân quả quá khứ, từ nhân quá khứ sang quả hiện tại. Đây chính là mối nói từ nhân quá khứ sang quả hiện tại. Đó là mối nói thứ nhất. Mối nói một. Hành và thức chính là mối nói từ nhân quá khứ sang quả hiện tại. Giống như cái câu móc nhau đó, từ quá khứ sang hiện tại nó có cái nói cho nó. Bây giờ mình kêu là mối nói một. Rồi, đó là mối nói nhất. Rồi, mối nói thứ hai nằm ở đâu đây? Alo, mối nói thứ hai nằm ở đâu? Hai nằm ở đâu? Xúc hay thọ hay là lục nhập xúc? Tôi nói hai nằm ở đâu? Còn ai nữa không? Rồi đây chính là thọ và ái. Bởi sao là mối nói là mối nói hai? Bởi vì thọ và quả, quả hiện quả trong cái thời hiện tại, và nói qua cái ái, thọ duyên ái, ái nó thuộc về nhân, nó trở thành nhân rồi. Thì như vậy thọ là mối nói, thọ với ái là cái mối nói giữa cái quả hiện tại và cái nhân hiện tại. Thì như vậy thọ và ái chính là mối nói giữa quả hiện tại và nhân hiện tại. Rồi, từ ký ghi ra luôn đi. Mình như được có hiểu không vậy ta? Có thấy em ru đây nha. Chính là nói giữa quả hiện tại và nhân hiện tại. Đúng rồi. Rồi cái gì nắm được không? Hiểu không? Alo. Tao thấy có một hai người trả lời tao mới im trên. Rồi, mới nói thứ ba, mới nói thứ ba. Không hiểu luôn, chồng luôn. Rồi, mới nói thứ ba thì ở đâu? Ai trả lời tiếp đi, mới nói thứ ba. Mới nói thứ ba nằm ở đâu? Mối nói thứ ba nằm ở mô hành thức. Trật rồi.
hành thức là tật rồi. Rồi, món nói thứ ba chính là hữu và sinh. Cô Kim Dung đúng rồi đó. Nghiệp hữu và sinh. Là ngay chỗ cái chi hữu và chi sinh đó. Thì hữu là cái nhân hiện tại và sinh là cái quả tương lai. À, thì hữu và sinh là mối nối giữa nhân hiện tại và quả tương lai. Ghi xong đây là nói lại cái này giúp. Hữu và sinh là mối nối giữa nhân hiện tại và quả tương lai. Rồi, giờ em trình bày ha, cái vấn đề này ha. Thì như chúng mình đã biết được nó có ba cái thời. Thời quá khứ là vô minh mà hành. Thời hiện tại là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, và thời là xúc thọ ái thủ hữu là thời hiện tại, và thời vị lai là sinh và là lão tử là thời vị lai. Rồi bây giờ mối nói này tức là ý người ta muốn nói về nhân quả tương quan với nhau, tức là từ quá khứ mà tương quan với hiện tại, rồi từ hiện tại nó nói với những cái tương lai nó như thế nào. Thì giờ mối nói thứ nhất là tính là từ cái quá khứ, tức là quá khứ mà nói sang hiện tại. Tức là đây chính là nói về cái nhân của cái quá khứ, là vô minh và hành là quá khứ vậy không? Thì vô minh và hành vẫn thuộc về quá khứ, và từ hành mà nó qua thức á, thì nó thuộc về cái quả hiện tại. Thì hành là nhân quá khứ nói qua cái thức của cái quả hiện tại, thì được gọi là mối nói thứ nhất, là nói từ nhân quá khứ sang cái quả hiện tại. Rồi ha. Rồi mối nói thứ hai là từ cái thọ mà nó sang ái, tức là thọ là thuộc về quả của hiện tại, nó nói qua cái nhân, cái nhân thuộc hiện tại tức là ái. Thì vậy quả nói qua nhân, thì đó là mối nói thứ hai là thuộc về hiện tại. Rồi mối nói thứ ba là từ hữu là thuộc về nhân hiện tại, nhân hiện tại qua cái sinh là thuộc về tương lai, là kết quả là quả tương lai. Thì như vậy hữu và sinh là thuộc về hữu là nhân hiện tại và sinh là quả tương lai. Thì như vậy chúng ta trong 12 nhân duyên chúng ta có được ba cái mối nói tính theo nhân và quả, quá khứ hiện tại. Thì nắm được chưa? Alo, nắm được hết chưa? Quá khứ hiện tại vị lai nó có cái mối nói ngay cho nó đó. Mỗi rảnh ngồi ai vẽ cái sơ đồ ra, vẽ cái vòng tròn ra, cái mình làm sao cho mình thấy rõ ràng ha. Mình ghi chú, mình chế biến kỹ thuật làm sao chỗ đó làm cái gì đó ha. Mỗi người có cái wifi riêng, mình làm cái bản đồ riêng của mình ha. Là nói về vẽ hình tròn ra rồi mới làm cái dấu hiệu ra để mình thấy đó. Giống như mình làm cái cộng đó đi. Cộng từ quá khứ cộng qua cái hiện tại. Cái này giao cho thư ký là làm sao làm. Rồi, đó là ba mới nói. Còn cái chót nữa mình học cho xong cái nữa. Còn hai ba cái gì nữa nha. Chưa? Tới bốn yếu lược. Bốn yếu lược. Đáng học cho ai. Bốn yếu lược. Tôi xin khe bác, bốn yếu lược. Là sự phân chia giữa nhân quả quá khứ hiện tại và vị lai, là sự phân chia giữa nhân quả quá khứ hiện tại và vị lai. Là sự phân chia giữa nhân quả quá khứ hiện tại và vị lai.
là sự phân chia về nhân quả, quá khứ, hiện tại, vị lai, nó phân ra được làm bốn cái vấn đề, tức là bốn yếu lược. Rồi yếu lược một hai chấm, yếu lược một hai chấm, vô minh và hành thuộc nhân quá khứ. Yếu lược một, vô minh và hành thuộc nhân quá khứ. Rồi, yếu lược hai, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc quả hiện tại. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc quả hiện tại. Yếu lược hai. Rồi, yếu lược 3, 2 chấm, ái, thủ, hữu, thuộc nhân hiện tại. Ái, thủ, hữu, thuộc nhân hiện tại. Yếu lược 3, ái, thủ, hữu, thuộc nhân hiện tại. Yếu lược 4, sinh, lão, tử thuộc quả tương lai. Sinh, lão, tử thuộc quả tương lai. Thì như vậy người ta cho mình biết là có 4 yếu lược ha, tính theo nhân quả. Tức là yếu lược thứ nhất là tính về vô minh và hành, nó thuộc về cái nhân quá khứ. Tức là do hai cái giải pháp này thuộc pháp nhân, tức là nó tạo tác, nó tạo những cái nghiệp trong quá khứ là vô minh và hành. Và yếu lược hai là nó cho là cái quả thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc về quả hiện tại. Thì như vậy do vô minh và hành yếu lược thứ nhất nó tạo ra yếu lược thứ hai là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc cái quả hiện tại. Rồi yếu lược ba, ái, thủ, hữu thì ngay trong cái đời sống hiện tại có ái, có thủ, hữu tạo những cái nhân hiện tại, tức là tạo nghiệp tiếp. Ái, thủ, hữu thì thuộc về yếu lược thứ ba là nhân hiện tại. Từ cái nhân hiện tại này phát sanh ra yếu lực thứ tư, sinh, lão, tử thuộc về quả tương lai. Vì vậy dòng thập nhuyễn duyên cho mình có được 4 yếu lực: yếu lực 1, yếu lực 2, yếu lực 3, yếu lực 4. Đó là vậy thôi, đơn giản ha. Rồi tới ba luân. Ba luân. Tiên nếu quách tà ní và luân. Là ba nhóm pháp làm luân chuyển bánh xe sanh tử. Là ba nhóm pháp làm luân chuyển bánh xe sanh tử này không ngừng nghỉ. À, ba nhóm pháp làm luân chuyển bánh xe sanh tử này không ngừng nghỉ. Rồi. Một. Phiền não luân, hai chấm. Phiền não luân, hai chấm. Có ba chi pháp, hai chấm, vô minh, ái, thủ. Khi nói tới cái luân thứ nhất là nói về phiền não luân, tức là những cái mà nó làm cho phiền não, gây cho mình phải là khổ sầu, phiền não u sầu, do ba cái pháp này, vô minh, ái và thủ, đó là phiền não luân. Rồi nghiệp luân, hai chấm, nghiệp luân, hai chấm.
có hai chi pháp, hai chấm, nghiệp hữu và hành. Nghiệp hữu và hành. Thì khi nói nghiệp luân, tức là chính là những cái nghiệp mà nó tạo tác để cho phải bị luân hồi sinh tử, là nghiệp hữu, là những cái tạo nghiệp, và hành cũng là nghiệp. Thì như vậy có hai chi pháp là nghiệp hữu và hành. Rồi, số 3 là quả luân. Số 3 là quả luân. Quả luân có 8 chi pháp. 2 chấm. 8 chi pháp. Sanh hữu. Thức. Sanh hữu là thức, danh sắc, tục nhập, xúc, thọ, sinh và lão tử. Sanh hữu, thức, danh sắc, tục nhập, xúc, thọ, sinh và lão tử. Rồi, như vậy quả luân cho 8 chi pháp ha. Tức là nghiệp hữu là thuộc về nghiệp, nhưng mà trong cái sanh hữu thì thuộc về quả, tức là những cái cảnh giới tái sanh và sanh hữu, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sinh, lão tử. Thì đây có 8 chi pháp thuộc về quả luân, tức là quả mà luân hồi. Rồi như vậy là nhóm mà về mà cái ba luân nó cho mình có 3 là phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Có 8 chi pháp. 2 chấm. Sanh hữu phải. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sinh và lão tử. Sanh hữu, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sinh và lão tử. Rồi đó là 8 chi pháp thuộc về quả luân. Rồi tới 2 căn. Phần khác 2 căn. Bù lá 2 căn ha. Tới 2 căn, bù lá là căn ha. Hai căn chính là hai cội rễ, hai gốc rễ của bánh xe sanh tử này. Chính là hai cội rễ, hai gốc rễ của bánh xe sanh tử này. Rồi xuống dòng căn thứ nhất. Căn 1, 2 chấm. Căn 1. Vô minh. Căn thuộc gốc rễ của đời quá khứ. Vô minh là căn thuộc gốc rễ của đời quá khứ. Vô minh là căn thuộc gốc rễ của đời quá khứ. Rồi, căn số 2. Căn 2. Ái là căn gốc, cội nguồn của đời hiện tại. Ái là căn gốc, cội nguồn của đời hiện tại. Ái là căn gốc, cội nguồn của đời hiện tại. Rồi, chính là do hai cái căn này nó là gì? Mà khi nào mà mình trong cái đời sống mà hai cái căn này nó còn tồn tại, nó còn hoạt động, nó còn luân chuyển, thì cái cuộc đời của mình là vẫn còn phải bị xoay chuyển. Nếu mà hai căn này nó không bị tiêu diệt thì bánh xe mà về tam luân mình vẫn phải bị chịu trong cái dòng xoáy đó, nó vẫn xoay hoài, nó xoay đều, nó xoay không ngừng cho đến khi nào mà
cái mà phiền não luân nữa, mình học đó, phiền não luân nó bị thiêu đốt hoàn toàn, thì nghiệp luân cũng bị luộc chín luôn, quả luân cũng sẽ bị tan biến, thì toàn bộ bánh xe sinh tử này nó mới đoạn tận, nó mới chấm dứt, không còn sự diễn nữa. Chứ nếu mà hai cái căn rễ này, vô minh quái này đó, nó chưa tiêu diệt đó, thì ba cái luân não mình học đó, não luân, nghiệp luân và quả luân nó vẫn xoay vòng vòng hoài, cứ như vậy nó xoay hoài cho đến khi nào mà mình diệt được đó, mình diệt được hai căn này đó. Thì nếu hai căn này diệt rồi thì những cái sự mà xoay chuyển luân hồi sẽ chấm dứt. Do vậy cho nên Đức Phật mới dạy là do cái này có, cái này không thì cái kia không. Đó là định luật của pháp duyên khởi. Trong cái lời Đức Phật cũng có dạy, Đại Đức Ananda ngày xưa, Đại Đức Ananda cũng nói với Thế Tôn là thật vi diệu thai là giáo pháp duyên khởi này thâm thí được ha. Cái pháp này là minh bạch con hiểu cái rõ ràng. Đức Phật mới nói Ananda nè. Ananda chớ có nói như vậy. Nói ngài Ananda cái giáo pháp lý duyên khởi này nó thâm thí, nó thật sự là sống thấm dữ lắm. Chính vì con người mình không có giác ngộ, không có thâm hiểu được cái giáo lý này mà chúng sanh mình bị rối bời lên, như cái tổ kiến, tổ kén mà rối lên, hoặc là ống chỉ mà rối lên, không thể nào mà thoát khỏi được cái dòng sanh tử về đọa thú, sanh tử luân hồi. Chính vì mình không hiểu được cái này, mình không chứng ngộ được những pháp này, mình bị luân chuyển như vậy. Cho nên toàn bộ cái pháp lý duyên khởi này thật sự là không phải đơn giản để chúng ta hiểu được. Giờ mình học như vậy là mình chỉ hiểu cái bên ngoài nó một phần nào thôi. Mà muốn hiểu sâu hơn nữa thì chúng ta phải cần có cái sự mà tu học, phải thực hành pháp và chứng ngộ được các pháp mới thấy được lý duyên khởi này một cách rõ ràng. Thì như vậy là 12 đại nguyện duyên mình đã học được hoàn tất xong với những cái chi phần về luân, về căn gốc, về chi pháp, về này kia nọ. Nãy giờ mình đã học hết tất cả ha, về ba thời này kia nọ. Thì đó là chúng ta đã học xong và coi như là dứt phần bài học của về thập nhiện duyên. Rồi bài thập nhiện duyên này là sẽ phải thi. Quý vị mà vẽ sơ đồ ha, trước tiên là 12 nhân duyên trước ha, rồi quý vị phải làm sao làm ha, làm sao cho nó rõ ràng ha, tức là phải ba thời ha, rồi bốn yếu lược rồi kia nọ, là mình phải làm sao cho rõ. Mỗi người chúng ta phải vẽ sơ đồ sao thật rõ ràng ha, rồi gửi qua email cho tôi ha, gửi email rồi chấm ha. Cái vị nào mà được đầy đủ hết như nãy học, nãy giờ học là đầy đủ hết á, hoặc là mình phải làm đúng nha. Tức là mình phải làm sao cho nó ra, tức là ba thời nè, ba thời mười chi 20 hình tướng, không nãy học là ba thời 12 chi 20 hình tướng, rồi gì nữa 20 hình tướng xong rồi cái gì đây, quên nói tới luôn, ba mối nối, 20 hình tướng ba mối nối, bốn yếu lược, ba mối nối bốn yếu lược, ba luân, rồi ba luân, rồi mới tới hai căn, đúng chưa? Đó là như vậy, là ghi ra nó đi, ghi ra cái đó đi để cho nắm cái chi pháp để mà làm cái sơ đồ. Đó. Ai làm được cái sơ đồ 12 nhân duyên mà thấy đầy đủ như cái này đó, thì được đẹp mà ngon lành, thì chấm lòng cái bản mẫu luôn ha, và cái bản mẫu cho cái lớp vi pháp mình luôn, có thể là giữ nó là đưa vô sách luôn. Ai quý vị thầy thi đua nha, cố gắng ai vẽ loại đẹp thì cố gắng nha. Rồi lập pháp mình suy nghĩ cái mình vẽ lên. Thì cách trước tiên là mình vẽ 12 chi trước, rồi bắt đầu mình mới tính, rồi tính sơ, giờ mình tính mình ráp sao, mình làm sao cho nó ra những cái này. Động não là cũng hay lắm, rất là tuyệt vời. Việc đổ bán cái cũng như mỗi người là lâu quá, rồi gửi qua email cho chúng tôi ha. Làm sao gửi qua email, hoặc là gửi qua Như hoặc là Trong Nguyễn gì đó, gửi qua đó rồi mới email qua chúng tôi, đề tên vô, ký tên được rồi. Được chứ, vẽ tay thì vẽ mình sao mà được thôi. Vẽ sao cho nó gọn gàng, sạch sẽ, rõ ràng để coi chấm bài. Rồi nhớ ký tên đàng hoàng, ghi tên người vô đàng hoàng. Trời.
Dạ, lưu vô lịch sử luôn nha, lưu vô sử sách luôn. À, dạ hay là ráng nha, cố gắng nha. Rồi, hôm nay mình học cái lá quá đầy đủ ha, 12 nhân viên toàn bộ tất cả những cái pháp để nói tới liên hệ tới 12 nhân viên về nhân quả về này kia nọ. À, do phước báo mà học nguyện cầu cho tất cả lưu được năm pháp sắc lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điện hạ cả thế. Dạ, xin trả mic lại cho MC. Nam mô Bức Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, kính thưa thầy, cho Nguyên Như hỏi lại là hồi nãy giờ thầy cho ra cái bảng đó là chỉ cần những cái mà thầy kêu thôi chứ không có để những cái khác vô hả thầy? Là con xin lặp lại là ba thời 12 chi, 20 hành tướng, 3 mối nối, 4 yếu lược, 3 luân và 2 căn. Dạ. Dạ, dạ, con sa thú, con sa thú. Dạ, xin chư vị nếu mà có cái vị nào làm xong thì sẽ gửi lại cho Nguyên Như hoặc là cho Nguyễn, rồi Nguyên Như sẽ dâng lên cho thầy. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh đã giảng xong cái phần này cho tụi con luôn. Dạ, nó rất là khó mà không biết làm sao mà vẽ cho đẹp đây. Suy nghĩ, dắt chân lên trán suy nghĩ nha quý vị. Dạ, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang. Con không biết là sư có mặt ở trước mít hay không. Dạ, con xin kính kính thỉnh sư có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ, con không có thấy sư ở trước máy rồi. Dạ, con không... Dạ, dạ, sa thú, con xin dâng mít lại cho sư Pháp Trang ạ. Nam mô Phật Thầy Dạ. Con xin thay mặt Tượng Tọa Thanh Tâm cùng cho Tôn Đức Tăng để phúc tức đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Phật Thầy Dạ. Iti tang ba ti tang tam mahang ke pa me vasame chato sa pe po ren to sang ka pa chan do pan na ra so yatha mane cho te ra som yatha sa pe te yo ve va chan to sa pa ra ra ve na chato ma te pa va ton ta ra yom so ke di ka yu ko pa va phi va da na se le chan ne cha vua ta pa cha di nom cha ta ro tham ma va than thế a yo va no so khang pa lăng các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tu kiếp tài đến người cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được chọn đủ đến người như trăng trong ngày rằm mà bằng trắng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rõ ràng là ngọc vi bao có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như quyền siết ti gia chân ra ta siết tâm ma tu siết tâm ma tu siết tâm ma tu y đăng pha lăng e ta smin ra ta na ta gia smin sam ba sa da na che e ta so cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo